Sau bạn Nhật xin chào các bác nhé. Em tiếp tục giới thiệu các bác chiếc máy lọc khí Daikin vầng trăng. Còn mùa hè rồi thì các bác dùng máy điều hòa nhiều, mình nên sắm một chiếc máy lọc không khí bùa. Khi mà dùng điều hòa thì cái không khí trong phòng nó rất là khô. Nó khô thì tạo ra cái lượng bụi mịn bay lơ lửng rất là nhiều. Các bác vô tình hít phải, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái hệ hô hấp. Và tiếp đó là khi mà không khí độ ẩm nó khô ấy, thì các bác cảm thấy da tay da chân nó nứt nẻ, viêm mũi, viêm đường hô hấp rất là nhiều. Thì mình dùng cái máy lọc không khí Nhật này, nó có tính năng bùa, lọc bụi mịn 2.5. Đấy, mình làm tăng độ ẩm lên, làm giảm cái lượng bụi mịn trong phòng. Và tăng độ ẩm thì làm cho cái hệ hô hấp của mình nó tốt lên. Máy có tác dụng rất tốt đối với nhà có người già, trẻ nhỏ các bác nhé. Đặc biệt là những cái bác mà bị bệnh về đường hô hấp ấy, thì sắm một con máy lọc khí bùa ẩm, khử khuẩn, khử mùi của Nhật này thì tuyệt vời luôn. Máy có 4 tính năng: khử mùi bằng công nghệ timer than hoạt tính, khử khuẩn bằng công nghệ timer, bù ẩm, lọc bụi mịn PM2.5. Đây là một cái con Daikin vầng trăng để mã số 6 các nhé. Cái chiếc này thì dùng phù hợp cho các bác khoảng phòng khoảng 55m² đổ lại. Tuy nhiên mình dùng phòng càng nhỏ thì mình lọc hiệu quả càng nhanh, bù ẩm càng tốt. Chứ không phải nhiều bác cứ sợ là để phòng nhỏ nó dư thừa, cũng không có gì là dư thừa đâu các bác nhé. Đây. Con này máy nó rất là đẹp này. Em đã đấu biến áp điện 220V rồi. Báo phần trăm độ ẩm này các bác nhé. Đây, mã số 6. Trong này thì màng HEPA em thay mới rồi. Đấy. Màng HEPA thay mới nha. Thanh timer khử khuẩn này các bác này. Hai cột lọc tĩnh điện hai bên. Chỉ duy nhất dòng Daikin mấy cái model nó có thôi, còn model khác không có đâu ạ. Chiếc này thì em đang bán là 3.3 triệu, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển. Đã đấu biến áp điện 220V rồi các bác, cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn nhé. Tình trạng máy tất cả các chức năng hoạt động ok ngon lành. Tem mác của nó đây các bác nhé, còn này tem mác còn khá đẹp này. Chiếc này sản xuất năm 2015. Mã máy, series máy là 2303, 75W. Đấy, điện 100V thì đấu thành điện 220V rồi. Đấy, các bạn nào đang có nhu cầu mua lọc khí thì các bạn lột xem nhé. Một con máy khá đẹp đấy. Chào các bạn.